của New Zealand được chiết xuất từ tinh hào biển tươi được đánh bắt từ vùng biển New Zealand trong lành, không phải lo về các vấn đề ô nhiễm. Đồng thời còn được bổ sung thêm Gen C nữa, một nguyên tố thần kỳ giúp cho nam giới từ sâu bên trong và đây được mệnh danh là nguyên tố của phái mạnh. Sử dụng tinh chất hào Oyster Plus, nam giới sẽ cảm thấy một tinh thần rất sung mãn và sức khỏe sinh lý rất là tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, Oyster Plus còn giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên đối với những cặp vợ chồng mà đang khó khăn trong cái việc đấy. Các bạn thấy không, chỉ cần 1 đến 2 viên mỗi ngày thôi là chúng ta đã giúp cho ông xã của mình thực sự mạnh mẽ và xứng đáng là đàn ông rồi. Hiện tại thì đây không chỉ là sản phẩm mà được các mẹ tin dùng cho chồng phục hồi lại thanh xuân, mà ngay cả các chị em trong hội hiếm muộn cũng tin tưởng sử dụng cho chồng bởi vì hiệu quả tuyệt vời từ sản phẩm Oyster Plus mang lại.